Rác thải ngày càng tăng, trong khi quỹ đất để chôn lấp rác không thể tăng. Hạn chế thấp nhất lượng rác phát sinh trong đời sống sản xuất, đặc biệt là rác thải nhựa, rác thải không tái chế, vẫn là giải pháp tốt nhất để bảo vệ môi trường. Hướng đến toàn dân thực hiện phân loại rác vào năm 2025 là một trong những nhiệm vụ mà các cấp chính quyền thành phố Vũng Tàu đang nỗ lực thực hiện. Mỗi ngày, thành phố Vũng Tàu phát sinh khoảng 400 tấn rác. Toàn bộ lượng rác này được mang đến khu xử lý rác thải tập trung Tóc Tiên để chôn lấp. Thế nhưng thực tế hiện nay là khu chôn lấp này cũng đang trong tình trạng quá tải. Những hệ lụy về môi trường đang ngày một ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân trong khu vực. Việc phân loại rác được kỳ vọng là phương pháp bền vững để giảm thiểu lượng rác phải chôn lấp. Thế nên, từ khi Luật Bảo vệ Môi trường 2020 được Quốc hội khóa 14 thông qua, tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã khẩn trương xây dựng đề án triển khai phân loại rác để từ đó có lộ trình cụ thể thực hiện phân loại rác trên địa bàn tỉnh. Tháng 8 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định 2066 phê duyệt đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2025-2030. Đề án cũng chính là cơ sở để thành phố Vũng Tàu cụ thể hóa các kế hoạch triển khai nhiệm vụ phân loại rác trên địa bàn, tạo thêm một bước đệm quan trọng để thực hiện hóa các quy định về phân loại rác. Hướng đến mục tiêu, toàn dân thành phố Vũng Tàu sẽ thực hiện phân loại rác vào tháng 1 năm 2025. Phân loại rác là một chu trình mà chất thải được chia ra thành nhiều thành phần khác nhau. Trong đó, rác thải rắn sinh hoạt được phân làm 3 loại. Rác hữu cơ là loại rác dễ phân hủy và có thể đưa vào tái chế để sử dụng cho việc chăm bón cây và làm thức ăn cho động vật. Rác vô cơ là những loại rác mà không thể sử dụng được nữa, cũng không thể tái chế hoặc tốn quá nhiều chi phí để tái chế, nên chỉ có thể được xử lý bằng cách mang ra các khu chôn lấp rác thải. Rác tái chế là loại rác khó phân hủy nhưng có thể tái chế lại thành các sản phẩm mới cùng loại hoặc có thể tái chế thành một sản phẩm mới để sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho con người. Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã quy định rác thải sinh hoạt phải được phân làm 3 loại: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Việc thu phí rác thải phải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người như hiện nay. Đề án phân loại rác nêu rõ, đến năm 2025, giảm tỷ lệ rác thải sinh hoạt xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 30%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn đạt trên 30% đối với khu vực đô thị. Tại thành phố Vũng Tàu, việc phân loại rác thải tại nguồn bắt đầu được thực hiện thí điểm trong các trường học trên địa bàn xã Long Sơn. Sau khi Luật Môi trường 2020 có hiệu lực, thành phố cũng bắt đầu triển khai thí điểm tại thôn 1 xã Long Sơn, trong khi chờ hoàn thiện lộ trình thực hiện đồng bộ. Sau nhiều lần vận động, phổ biến xuống nhà dân, từ những bỡ ngỡ ban đầu, đến nay nhiều hộ dân đã rất thành thục trong việc phân loại và xem đây là một phần tất yếu đối với cuộc sống thường ngày. Đây là thùng đầu tiên là rác hữu cơ, là coi như gồm có rau, cải là đem để vô đây. Rồi ra tâm mỗi ngày mình đem ra ngoài cho người ta đem đi tẩu phân để trồng hoa màu. Cái thứ hai nữa là rác còn lại, chẳng hạn mà cái rác mà mình không có phải tái chế mà không phải là rác hữu cơ thì đồ còn lại là gồm có chén, bể, ly, bể này kia cái nội đó là để vô đây. Là mình đem ngoài mình để ngoài cho người ta đổ rác cho mình. Rồi cái thứ ba nữa là rác tái chế, là đây là gồm có giấy, lon bia, rồi nước suối rồi gì đó. Trong phân loại này rất là tốt. Cái thứ nhất là để mình không có phải mà đốt rác mà cái hơi cái ni lông đó nó sẽ bị bệnh cho cả cái môi trường không có sạch đẹp.
Sau hơn một năm triển khai trong khu dân cư, việc phân loại rác đã trở thành thói quen của hơn 500 hộ gia đình tại thôn 1 xã Long Sơn. Không chỉ đơn thuần thực hiện phân loại rác, hiện nhiều người dân tại thôn 1 còn biết tận dụng rác hữu cơ để ủ phân vi sinh bón cho cây rau trong vườn nhà. Cứ một lớp lá với lại các cây rồi cây này kia là mình cho một lớp vi sinh vô. Nguyên liệu ủ là những cái thức ăn mà thừa đó, lá cây, lá rau mình làm thừa ra đó để vô đây. Trước mắt là mình có cái phân thì mình lấy cái nước này nè tưới vô cây. Trong khuôn khổ dự án phân loại rác tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn được triển khai tại thành phố Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại chúng hóa dầu SCG và Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn đã tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ năng lực nghề nghiệp cho các chủ vựa phế liệu và người thu gom rác tái chế trên địa bàn thôn 1 xã Long Sơn. Chương trình tập trung vào việc giáo dục và khuyến khích người dân phân loại chất thải thành 3 loại với 3 thùng rác khác nhau. Trong thời gian thực hiện chương trình thì cũng có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, rồi của công ty hóa dầu, hỗ trợ một số cơ sở vật chất, vật dụng để xử lý rác như ủ rác hữu cơ, rồi thu mua phế liệu cho người dân, phối hợp với các vựa ve chai phế liệu để thu mua phế liệu cho người dân, làm các chương trình trên đây, đổi quà. Hiện xã Long Sơn cũng đã triển khai ký cam kết cho hơn 3.000 hộ dân trên toàn xã tham gia thực hiện phân loại rác tại nguồn. Từ những kết quả đạt được tại địa phương này, thành phố Vũng Tàu dự kiến sẽ triển khai phân loại rác trên toàn địa bàn vào năm 2025. Chính vì vậy, đây là thời điểm quan trọng để thành phố Vũng Tàu đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân, chuẩn bị cho lộ trình chính thức triển khai việc phân loại trên toàn thành phố sẽ được thực hiện có hiệu quả. Thưa quý vị, phân loại rác tại nguồn chúng ta đã nghe khá nhiều trong thời gian qua, và đặc biệt trong 2 năm vừa rồi, việc phân loại rác tại nguồn đã và đang dần đi vào đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã vừa thông qua đề án về phân loại rác tại nguồn. Đây cũng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai công tác này tốt hơn. Và với thành phố Vũng Tàu, một trong những địa phương đi đầu và tiếp cận sớm về việc phân loại rác tại nguồn, thì đề án cũng sẽ có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vậy thì thời gian tới, từ đề án này, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn như thế nào trên địa bàn của thành phố? Trước tiên, cảm ơn ông đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, hiện nay thành phố Vũng Tàu đã và đang triển khai công tác phân loại rác tại nguồn như thế nào ? Những cái định hướng về phân loại rác thì cái này là liên quan đến cái định hướng tương lai và phát triển bền vững, bắt buộc chúng ta phải tiếp cận. Mà riêng đối với thành phố Vũng Tàu thì tiếp cận vấn đề này tương đối sớm. Từ năm 2020 thì sau khi mà tỉnh ban hành cái chỉ thị 13 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn rồi giảm thiểu chất thải nhựa, thì thành phố Vũng Tàu ngay sau đó trong tháng 5 2021 đã xây dựng cái kế hoạch 3157 để mà triển khai trên địa bàn toàn thành phố. Rồi sau đó chúng tôi tiếp tục xây dựng một kế hoạch riêng để thí điểm tại xã Long Sơn, chúng ta áp dụng thí điểm cho 2 trường tiểu học là trường tiểu học Long Sơn 1, trường tiểu học Long Sơn 2, rồi sau đó là áp dụng đối với thôn 1 xã Long Sơn. Thì qua đó thì chúng tôi nhận thấy thế này, đến thời điểm hiện nay mà chúng tôi thí điểm từ 2020 đến nay á, thì hầu như là 100% các em học sinh ở 2 trường tiểu học đều đã có thể tự nhận thức mà biết cách phân loại. Đó là điều đáng mừng. Và cái thứ hai á, là đối với thôn 1 xã Long Sơn á, thì đến thời điểm hiện nay thì đã có là 502 hộ, là gần như là toàn bộ thôn, các hộ dân đã tham gia phân loại rác. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa thông qua đề án phân loại rác tại nguồn. Vậy thì điều này có ý nghĩa và cơ sở pháp lý như thế nào đối với việc thực hiện phân loại rác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu? Cái quy định ra để làm cái căn cứ theo lộ trình thời gian trên địa bàn tỉnh thì các huyện bắt buộc phải thực hiện thôi. Thì thành phố Vũng Tàu thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần từ ban đầu rồi, nghĩa là từng cái nhiệm vụ cụ thể theo từng cái kế hoạch mà tỉnh giao, chúng tôi sẽ tách biệt ra, chẳng hạn như nhiệm vụ về hạ tầng, nhiệm vụ về chiến dịch tuyên truyền, rồi triển khai phổ biến, rồi thực hiện tại chỗ như thế nào, chúng tôi sẽ có từng kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ. Cho nên tôi cũng tương đối là cũng an tâm về vấn đề này,
trong khi chúng ta triển khai cái quyết định 2066. Từ những nội dung trong đề án này thì thời gian sắp tới thành phố Vũng Tàu có kế hoạch triển khai công tác phân loại rác tại nguồn như thế nào ở trên địa bàn thành phố? Cuối năm 2023 này thì chúng tôi sẽ áp dụng triển khai đối với các đối tượng là các trụ sở thuộc hệ thống chính trị, thứ hai là các trường học và thứ ba là các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Ba đối tượng này chúng tôi sẽ triển khai trước trong năm nay để làm cái bước đệm chuẩn bị tinh thần để chúng tôi đầu năm sau, cuối năm sau chúng tôi sẽ sơ kết và chúng tôi sẽ nhân rộng để cơ bản đáp ứng được cái thời gian mà luật cũng như là quyết định 2066 của tỉnh đã ban hành là tháng 1 2025 chúng ta phải triển khai trên toàn địa bàn. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông.